Thượng úy Lê Quốc Tuấn, tức là Tuấn Khỉ, công an quận 11 Sài Gòn, cai cố vì thua bạc xả súng bắn chết 4 người dân tại sòng bạc xã Tân Thạch Đông, huyện Củ Chi. Trên đường chạy trốn, viên thượng úy công an Tuấn Khỉ lại tiếp tục xả súng, tiếp tục bắn chết một người dân để cướp đi xe máy của họ. Trong cái xã hội công an trị hiện nay, quả đội ngũ công an đông đúc đã trở thành kiều bình, đã trở thành hung thần thành tai họa của dân lành thì hành động của viên công an Tuấn Khỉ không phải là một trong những bộc phát lẻ loi con người công an Tuấn Khỉ cũng không phải là một cá nhân đặc biệt và cá biệt thượng úy Nguyễn Việt Sô con nhà nổi công an Thái Nguyên dẫn cả con trai nhỏ một công an tương lai vào cửa hàng cho con ăn xúc xích ở cửa hàng và lấy mang đi không trả tiền người bán hàng nhắc trả tiền thượng úy công an Sô lên sườn sổ cố ném xúc xích vào mặt nữ nhân viên và đấm nhân viên nam hành động của thượng úy nhà con nhà nòi công an nguyễn việt sô là một hành động là gì nếu không phải còn được gọi là côn đồ hay đại úy lê Trị hiền công an quận đống đa hà nội được nhắc nhở là khi hành lý mang theo lên máy bay quá cần liền được nổi tanh bành to tiếng và rửa mắng té tát nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lưu loa vu vạ quyết liệt gây sự khi mà bảo vệ của sân bay đến can thiệp, làm náo loạn cả nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, nơi cửa ngõ của đất nước suốt ngày đêm lúc nào cũng nợp nợp khách năm châu bốn bể đi ra đi vào. Nơi đón và tiến khách quốc tế đông đúc nhất cả nước, nơi thực sự là bộ mặt của đất nước hành động của Đại úy viên Công an Lê Thị Hiền là gì nếu còn không được gọi là hành động côn đồ. Và qua sự việc trên chúng ta cũng thấy được sự suy thoái của ngành công an. Công an là để bảo vệ dân có đúng nữa hay không? Hay là những tên bài bạc rượu trẻ bê tha giết người cướp của dưới một chế độ? Cộng sản độc tài hèn với giặc ác với dân. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập luận, biểu tình. Điều 25 hiến pháp đang có hiệu lực ghi rảnh rảnh như vậy. Người dân Sài Gòn trong tay chỉ có tờ giấy, chỉ có mảnh vải để ghi ý nguyện. Tập hợp biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế, phản đối dự luật an ninh mạng, đã bị công an Sài Gòn mặc sắc phục và công an thường mặc thường phục, có lực lượng đông đảo, có tổ chức chỉ huy chặt chẽ, tràn vào để chia tách. Cô lập người dân biểu tình rồi thẳng tay vụt rùi cùi, dí ra điện, đóng phụ nữ, té tét mặt mũi, đánh thanh niên chấn thương sọ não. Không có lệnh bắt người, không có biên bản thu giữ tài sản. Công an cướp điện thoại, cướp máy ảnh, rồi ném người dân biểu tình, đánh người dân, bất tỉnh rồi đưa lên xe ô tô, mất tích nhiều ngày, nhiều tháng. Cả lực lượng đông đảo công an Sài Gòn có tổ chức, chỉ huy, hành hung phi pháp, tàn bạo với người dân như vậy là gì nếu không còn được gọi là côn đồ cấp thành phố? Các tướng lĩnh cầm đầu dẫn đầu bộ công an vạch phương pháp tác chiến, chỉ huy một lực lượng lớn, ba ngàn cảnh sát vũ trang, lực lượng chiến lược tinh nhuệ nhất của bộ công an trong ngày đêm đã đánh úp làng quê nhỏ bé hiền hòa mang tên đồng tâm huyện mỹ đức ngoại thành hà nội mà tất cả các dân trong làng đều là những người lương thiện, không có ai có tội tình hình sự dù cho là tội nhỏ nhất. Không có ai bị truy tố hình sự. Ba ngàn cảnh sát có vũ trang, áo giáp chống đạn trên người, súng hiện đại và cả quả nổ thơ sơ ở trong tay. Như ra trận giáp chiến với giặc thù chỉ để vây giáp những ngôi làng của người dân vô tội phá cửa xông vào tận rừng nằm ngủ và bắn chết người dân, vơ vét của cải tiền bạc của người dân, đánh dân rồi ném những người dân bị đánh gần như là chưa chết thì cũng đưa đi mất tích. Không một văn bản hiến pháp và pháp luật nào cho phép công an bắt dân, bắn dân, thu giữ tài sản của dân. Hành động đó của Bộ Công an là gì nếu không còn được gọi là côn đồ cấp nhà nước? đưa cả lực lượng công an do hai trung tướng chỉ huy xâm nhập vào nước Đức, trà đạp lên hiến pháp và pháp luật của nhà nước Đức, bắt cóc công dân Việt Nam cư trú hợp pháp ở Đức, lén lút đưa về nước, gây khủng hoảng ngoại giao với nước Đức. Hành động đó của công an Việt Nam còn là gì nếu không được gọi là côn đồ cấp quốc tế? Công an nhà nước cộng sản Việt Nam được biệt đãi, được chăm được trang bị tối tân nhất thế giới không phải là để bảo vệ pháp luật, càng không phải là để bảo vệ người dân lương thiện, mà chỉ là để bảo vệ cho sự cầm quyền bất minh của lũ cộng sản. Nhận đồng lương hậu hĩnh từ thuế của người dân, mặc áo của người dân, cầm súng của người dân, nhưng chính bộ công an đã không khai lý do tồn tại của họ trong bộ máy nhà nước cộng sản bằng các các slogan lỗ bịch, vô đạo đức, vô liêm sỉ, công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình đảng và nhà cầm quyền đứng ngoài và đứng trên pháp luật khi ông đảng được coi là hiến pháp của nhà nước chỉ vào văn bản pháp luật dưới cương lĩnh của đảng chỉ biết có đảng thì đương nhiên công an cũng đứng ngoài và đứng trên hiến pháp và pháp luật trở thành những thứ kiêu binh đồng đúc tàn bạo và ghê tởm nhất lịch sử Việt Nam mang danh là bảo vệ pháp luật nhưng ứng xử với người dân không theo một khuôn phép pháp luật nào mà cứ theo thói ngông cuồng của Kiều binh ứng xử với người dân chỉ không biết đến hiến pháp pháp luật mà chỉ biết đến bạo lực thì đó là hình sự côn đồ từ lâu trong ngôn ngữ dân gian Việt Nam đã xuất hiện với một từ ngữ mới đó là côn an chỉ để những kẻ chỉ biết là con đảng con mình côn đồ mặc sắc phục công an mạo danh là công an. Cũng từ lâu bị người dân và phủ nhận một cái tên đầy đủ trong bộ công an và viết thiếu đi chữ G là bộ công an. Vụ việc tuấn khỉ đã diễn ra được một khoảng thời gian khá lâu là khoảng nửa tháng trôi qua nhưng vẫn chưa có thể truy bắt được tên khủng bố khát máu này. Dù cho lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với nhau vây bắt nhiều ngày qua, nhưng vẫn không có thêm bất kỳ thông tin nào kể từ khi ngày hung thủ này ra tay giết 5 người cho đến nay. Và một trong những thông tin diễn biến mới đây nhất đó là thanh niên 21 tuổi ở Cà Mau gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải và mạo danh là nghi can giết nhiều người. Muốn ra đầu thú Chiều ngày 8 tháng 2, Đại tá Ngô Tấn Quốc, trường phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Cà Mau xác nhận cụm cảnh sát hình sự vừa làm việc với người mạo danh nghi can Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, còn gọi là Tuấn Khỉ, ngụ ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, để gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, người này là SQK, 21 tuổi, ngụ tại xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau. Cục cảnh sát hình sự nhờ chúng tôi phối hợp mới lên làm việc, xong rồi người này về ông Quốc nói với Dinh VN. Cơ quan điều tra cho biết, ca khai thường xuyên đọc báo điện tử bằng điện thoại và một số điện thoại của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Khi biết anh Hải thường tham gia các việc truy bắt tội phạm nên ca đã gọi điện cho hiệp sĩ Hải mạo danh Tuấn Khỉ, muốn nhờ anh Hải đưa đi đầu thú. Theo ca, mục đích gọi cho anh Hải là chọc phá chứ không có gì khác. Sau khi gọi điện xong, ca bị vợ phản ứng nên lấy sim điện thoại vứt bỏ. Tuy nhiên, Cục Cảnh sát Hình sự đã truy ra địa chỉ của người đã sử dụng số điện thoại này làm việc với cảnh sát. Ca còn trình ra một số giấy chứng nhận tâm thần. Cũng liên quan đến vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã mời hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải làm việc vào ngày 4 tháng 2. Anh Hải cho biết nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là Lê Quốc Tuấn vào ngày 1 tháng 2. Người tự xưng là Tuấn nói, anh đang ở xã Trung An, huyện Củ Chi, muốn ra đầu thú với điều kiện là được gặp vợ con trước. Cuộc gọi được anh Hải ghi âm, hiệp sĩ Hải sau đó đã báo lại vụ việc cho công an tỉnh Bình Dương và công an. Một ngày sau, công an tỉnh Bình Dương bác thông tin Tuấn Khỉ muốn đầu thú. Cơ quan điều tra xác định người gọi điện cho hiệp sĩ Hải không phải là Tuấn Khỉ. Cộng đồng mạng đã xôn xao và có những tiếng nói rằng liệu đây có phải là một trong những vụ giàn dựng của Tuấn Khỉ hay là một vụ dàn dựng nhận tội từ phía ngành công an để cho vụ việc dần đi vào ngõ cụt. Khi mà một người tự mạo nhận là Tuấn Khỉ lại là người có giấy chứng nhận tâm thần. Người tự mạo danh là Tuấn Khỉ sao lại không được công bố và công khai danh tính cũng như hình ảnh của ông ta và giấy xác nhận tâm thần của ông ta liệu là đúng hay sai hay chỉ là một trong những trò suy diễn của Tuấn Khỉ hoặc là ngành công an vì tuấn khỉ cũng đã là từng một thượng úy trong ngành công an nên mối quan hệ của anh ta rất rộng lớn